Chào các bạn, hôm nay thì bên shop mình sẽ hướng dẫn các bạn là điều khiển góc quay của động cơ bước. Thì đây là cái sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển động cơ bước. Thì đây là cái con LED bảy đoạn 4 thanh, đây là con bích vi điều khiển, còn đây là module ULN2003. Cái module này dùng để là điều khiển cho động cơ bước. Đây là cái con này con step motor mình dùng để làm mô phỏng. Thì đây có bốn cổng nót. Bốn cổng nót này cho chức năng là để dùng để cho điều khiển cho bốn cái con LED này. Đây, bốn cổng nót là dính vào bốn cái con led này này. Còn đây là bốn cái chân ngỏ dao của bọt B để mình để dùng cái hàm quét led mình quét. Còn đây là các nút nhấn. Các nút nhấn thì đây thì còn có nút nhấn này thì giả sử là mình muốn nhập thêm 10 độ mà bây giờ mình muốn nhập thêm 11 độ thì mình nhấn đây một lần. Giả sử bây giờ là đang là 0 độ mình nhấn đây. Nó là nó tăng lên 10 độ. Rồi, bây giờ giả sử mình muốn nhấn 20 độ thì mình nhấn hai lần thứ hai thì nó sẽ tăng lên 20 đây. Ở sao không tăng ta? Nhấn cái nào tăng 20 độ đấy ta? Đó, đây vì đây là 11, đây 12. Rồi giả sử mình muốn 23 độ thì mình nhấn đây đây. Rồi, 33. Rồi. Rồi còn đây thì gồm có hai nút là nút quay trái. Đây là nút này nút quay trái còn nút nút quay phải. Đây giả sử mình nhấn cho các bạn đây, mình nhấn nó thì động cơ này nó quay. Các bạn thấy nó đếm lên số bước. Đây là cái loại động cơ mình dùng là Unipolar, loại cơ động cơ này là 6 dây, gồm có 6 dây. Đây mình nhấn thêm các bạn. Đây giả sử 73 độ bây giờ mình nhấn nó quay phải. Đó, thì nó quay các bạn nhìn thấy nó động cơ này đang quay. Đó, nó đang quay. Rồi, đây các bạn đây mình thể hướng dẫn các bạn đây sơ qua đây cái code. Cái code này là cái code để điều khiển cái góc quay của động cơ bước á. Thì đây đây là gồm thư viện của Bích 16F877A. Còn đây là cái bốn cây này á, bốn cây này đây là dùng để cái hàm để quét led. Còn bốn cái đường sau này này, các bạn đây là cái về con này mình dùng con dạng led mà anode chung á, nên là cái này các bạn về tìm hiểu cái này thêm. Còn đây là cái này dùng để quét led. Còn cái này là để dùng bốn cái mảng này, cái mảng này để dùng để điều khiển cho step motor là động cơ bước á. Đây. Rồi bây giờ mình thể cho các bạn thấy này. Các bạn khi để làm con động cơ bước các bạn có thể lên đây các bạn gõ. Đây các bạn vào trên trang azshop.com ạ. Thì các bạn vô đây động cơ. Rồi đây, có loại động cơ bước đây. Đây, cái loại động cơ bước thì đây, nó là động cơ bước thì gồm có hai loại phổ biến này, unipolar và bipolar. Và unipolar trong bài của mình thì mình dùng unipolar, nó gồm có 6 dây đây. Đây các bạn có thể quan sát đây. Đây là sơ đồ của cái đây các thông số kỹ thuật này. Các thông số kỹ thuật của động cơ bước, còn đây là các sơ đồ để đấu dây này. Cái loại này gồm có 6 dây. Mình đang xài là 6 dây unipolar connection đó. Rồi đây là các bạn có thể nhấn vô đây để xem tài liệu tham khảo. Đây, các bạn vô cái trang đầu tiên này thì thấy đây các bạn download rồi. Ok. Cái mình là kiểm tra rất nhiều mà mình thấy cái trang này là cái trang viết về động cơ bước hay nhất, mà các bạn cần đọc cái trang này các bạn có thể làm được cái bài về động cơ bước của các bạn. Đây nó có các kiểu, nó có đây còn nó cái module điều khiển động cơ bước này. Đây, đây là các kiểu động cơ bước này. Cái slide cái đây có các kiểu dây màu màu dây luôn, mình có thể dựa vào đâu mình đấu nối được này. Đây, mình các bạn có thể dựa vào cái đây mình đang xài cái này. Các bạn dựa vào đây các bạn đấu nối nhá. Còn đây mình nói một cái bước rất quan trọng cái đoạn này. Đây, thì động cơ bước thì có cách nhiều nhiều loại nhiều cách điều khiển này. Giả sử nhá, đây là ở trong động cơ bước đây là bên này là bốn cuộn dây, thì giả sử đây là các bạn cho on là mức 1 đi. Mức 1, mức 0, 0, 0 thì bắt đầu cây này cho 1 và 0 gần nhau nên nó có xu hướng hút nhau. Thằng này thằng 3, thằng 4 hút nhau. Thằng 3 và thằng 2 có xu hướng đẩy nhau và thằng 2, thằng 1 có xu hướng đẩy nhau, thằng 1 và thằng 4 xu hướng này hút nhau nên nó sẽ kéo cái động cơ bước quay quay thêm một đoạn thì đến xuất cái mảng thứ hai ra thì nó lại tiếp tục như vậy. Thì nó cứ làm cho bây giờ là 4 và 3 hút nhau và 3 và 2 hút nhau, còn 2 và 1 đẩy nhau nó xoay một vòng tiếp. Còn đến tiếp như thế này. Đó, các bạn thấy nó làm tương tự, các bạn chỉ cần xuất code đúng, xuất xuất cái mảng để điều khiển động cơ bước ra đúng thứ tự này thì các bạn sẽ làm quay được cái động cơ bước. Một đo nguyên tắc rất là dễ. Nó có nhiều cách, đây là cái loại này hình như là điều khiển theo full step. Còn các bạn có thể điều khiển theo đây, có các ngõ có các dàn đồ vector. Đây còn đây đây cũng là full step hai pha này. Cái này mình đang xài này. Đây có loại này, mình đang xài, mình cũng sẽ sử dụng cây sơ đồ thế này. Và cũng có thể sử dụng cái sơ đồ dưới này tùy các bạn.
cái lạng này là 1.8 độ nhé các bạn. Còn cái này thì half step, cái này thì điều khiển khó hơn, nhưng mà half step thì có 0.9 độ ạ, nhưng mà nó lại tốc độ nó lại mượt hơn. Đây các bạn có thể xem đó. Rồi một mình nhờ mình nói các bạn có lên trang azspecshop.com ạ. Đây các bạn nhấn vào đây động cơ, rồi đây các bạn nhấn vào đây, các bạn có thể đặt mua hàng ngay tại shop này cũng được. Rồi đây các bạn nhấn vào cái link đường lên, có thể có video hướng dẫn đây rồi, các bạn có thể về làm theo hoặc là các bạn lấy đây để thêm tài liệu tham khảo. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm, mình sau khi làm mua phải một cái mạch thực tế thì mình sẽ có một cái mạch như sau. Reset đây hả? Reset đây hả? Đây, đầu tiên là các bạn nhìn thấy là nó đang là, tại vì bên ngoài ánh sáng rất mạnh nên là đèn sáng hơi mờ, các bạn chú ý thông cảm. Đây, hiện tại bây giờ là không đổ ý là mình chưa nhập góc quay cho nó. Bây giờ mình muốn nhập góc quay là giả sử 10 độ đi, thì mình nhấn đây. Đó, các bạn thấy số 1 tăng lên là 10 độ rồi. Mình muốn 20 độ, rồi mình nhấn 20 độ. Giả sử mình muốn nhấn 21 độ, 22, 23. Rồi mình muốn nhấn về 44 độ, hiện tại đang 44, 54 này. Mình nhập cho thành 90 độ đi. Là đang hiện tại 84 đấy các bạn. Rồi 85, 86, sau này 87, 88, rồi 90 rồi. Rồi thôi 91 còn được. Rồi bây giờ mình nhấn nút quay phải này, right này. Đó, các bạn nhìn thấy động cơ bắt đầu quay. Đó, các bạn nhìn thấy động cơ bắt đầu quay. Đó, nó quay xong nó dừng lại. Bây giờ giả sử mình nút quay trái này. Đó, bên này nó bắt đầu đếm số bước kìa. Và bên này động cơ quay. Đó, các bạn thấy. Rồi. Chúc các bạn hoàn thành tốt đồ án của mình.